có bị viêm loét dạ dày cũng đã lâu, điều trị rất là nhiều loại thuốc xong vẫn không thấy giảm. Hiện tượng thường gặp là ăn uống khó tiêu, phân đi ngoài lỏng, đau âm ỉ cả vùng bụng. Tôi không biết là nên dùng cây thuốc gì, vị thuốc gì, xin tư vấn giúp tôi. Chào bạn, đối với bệnh viêm loét dạ dày thì hiện nay có bài thuốc nam từ cây lá khôi, bao gồm cây lá khôi, cây bồ công anh, cây khổ xanh. Theo thống kê thì đã có khoảng 90% bệnh nhân đã khỏi bệnh viêm dạ dày từ bài thuốc này. Còn bạn bị đầy hơi, đi ngoài phân lỏng, đau phần bụng thì đây là triệu chứng của bệnh viêm đại tràng. Bạn nên đi kiểm tra và chẩn đoán sớm để có hướng điều trị kịp thời. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.